Em thưa thầy, em rất xin lỗi vì đã ăn trong giờ của thầy. Em rất cảm ơn thầy vì đã tha thứ cho cái lỗi lầm đấy của em. Em rất là biết ơn khi mà thầy đã nhắc nhở lúc mà em làm sai. Em rất là yêu thương, trân trọng những cái lời nhắc nhở, sự quan tâm của thầy với em. Em rất là biết ơn những cái sự đồng hành của thầy và các bạn trong cái quãng đường mà em học ở trong lớp.